Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định đã cùng các bộ ban ngành tích cực nghiên cứu kinh nghiệm, tham khảo mô hình từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức học tập kinh nghiệm tại 6 nước sở hữu và làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được đề xuất đầu tư với chiều dài 1.541 km, quy mô đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng thiết kế với tốc độ 350 km/h, bố trí 23 ga hành khách với cự ly trung bình khoảng 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi Hà Nội đi qua 20 tỉnh thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh. Về công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ kiến nghị lựa chọn công nghệ đường sắt chạy trên ray. Về lựa chọn tốc độ thiết kế, phía Bộ Giao thông Vận tải cho rằng tốc độ 350 km/h phù hợp với các tuyến dài từ 800 km trở lên, tập trung nhiều đô thị có mật độ dân số cao như hành lang Bắc Nam của nước ta. Ngoài ra, theo tính toán của tư vấn, trên chặng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ 350 km/h có khả năng thu hút hành khách cao hơn khoảng 12,5% so với tốc độ 250 km/h. Chi phí đầu tư tốc độ 350 km/h cao hơn tốc độ 250 km/h khoảng từ 8 đến 9%. Tuy nhiên, nếu đầu tư với tốc độ 250 km/h, việc nâng cấp lên tốc độ 350 km/h là khó khả thi và không hiệu quả. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc đấu thầu lựa chọn tư vấn quốc tế, triển khai, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm 2025-2026, triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và khởi công các dự án thành phần đoạn Hà Nội Vinh và Nha Trang thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2027, khởi công các dự án thành phần đoạn Vinh Nha Trang năm 2028-2029 và phấn đấu hoàn thành đầu tư toàn tuyến vào năm 2035. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết thêm, qua giả soát phương án đầu tư, sơ bộ xác định tổng mức đầu tư dự án khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ. Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dự kiến đầu tư với chiều dài, kết cấu 60% là cầu, 10% là hầm và 30% là nền đất, nên suất đầu tư dự án khoảng 43,69 triệu đô la Mỹ trên 1 km. Trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, sau khi có số liệu khảo sát thiết kế chi tiết, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo tư vấn tiếp tục rà soát, tính toán tổng mức đầu tư dự án đảm bảo tính đúng, tính đủ, phù hợp với công nghệ quy mô đầu tư dự án. Về phương án huy động vốn đầu tư dự án, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất huy động ngân sách trung ương bố trí theo các kỳ trung hạn, nguồn vốn trái phiếu chính phủ, nguồn vốn góp của các địa phương, nguồn vốn huy động có chi phí thấp, ít ràng buộc, nguồn tăng thu tiết kiệm chi hàng năm. Dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư hoàn thành dự án năm 2035, bố trí vốn trong khoảng 12 năm, mỗi năm bình quân, cần bố trí cho dự án khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương 24,5% vốn đầu tư công trung hạn hàng năm bố trí trong giai đoạn 2021-2025 và giảm xuống còn khoảng 16,2% trong giai đoạn 2026-2030 nếu giữ nguyên tỷ lệ đầu tư công trung hạn chiếm 5,5-5,7% GDP như hiện nay. Ngày 1 tháng 11, Văn phòng Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam vào ngày 6 tháng 11 trong phiên họp xem xét cho ý kiến đối với một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Theo chương trình dự kiến, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 3 tháng 11 sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư, chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra, bản án tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Cho ý kiến dự thảo nghị quyết thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Về xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần 2 về dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, cho ý kiến lần 2 về dự án luật việc làm sửa đổi và cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình và chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Vào phiên họp
Ngày 6 tháng 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1274/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 500 kV Lào Cai Vĩnh Yên quy mô hơn 7.000 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN được giao là chủ đầu tư. Dự án đường dây 500 kV Lào Cai Vĩnh Yên có mục tiêu truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia, tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Dự án cũng nhằm thực hiện mục tiêu giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN, dự phòng nhu cầu nhập khẩu điện từ Trung Quốc. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Quy mô dự án gồm xây dựng mới đường dây 500 kV Lào Cai, Vĩnh Yên, mạch kép dài khoảng 228,92 km, mở rộng thêm 2 ngăn lộ 500 kV tại trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên đi trạm biến áp 500 kV Lào Cai. Vốn đầu tư của dự án là khoảng 7.010,74 tỷ đồng, trong đó giá trị tổng vốn đầu tư dự án trước thuế khoảng 6.495,53 tỷ đồng, dự kiến sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu khoảng 1.299,11 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư dự án trước thuế và vốn vay ngân hàng thương mại khoảng 5.192,42 tỷ đồng, chiếm 80% tổng vốn đầu tư dự án trước thuế. Thời hạn hoạt động của dự án tối thiểu 40 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Dự án có tiến độ khởi công tháng 12 năm 2025, thi công xây dựng trong thời gian 6 tháng, phấn đấu hoàn thành, đóng điện đưa công trình vào sử dụng trong tháng 5 năm 2026. Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, dự kiến quy mô diện tích rừng cần chuyển sang mục đích khác để thực hiện dự án là khoảng gần 53 hectare rừng. Thủ tướng giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án theo ngành lĩnh vực phụ trách theo quy định pháp luật, chỉ đạo và hướng dẫn EVN trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đảm bảo an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư dự án, phù hợp với mục đích truyền tải trong hệ thống điện quốc gia và khẩn trương tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thiết kế, triển khai sau thiết kế cơ sở dự án, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác theo quy định của pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát việc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án trong quá trình thực hiện, hỗ trợ hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ hướng dẫn EVN trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, hỗ trợ hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc trong việc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. EVN chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung trong hồ sơ dự án, chịu trách nhiệm huy động góp đủ số vốn đã đăng ký và thực hiện theo tiến độ, chất lượng, an toàn công trình, đảm bảo tính khả thi của dự án, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện dự án, chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn nhà nước và thực hiện chế độ báo cáo về dự án theo đúng quy định của pháp luật. Nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của cơ quan liên quan trong quá trình đầu tư thực hiện dự án. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô đã giải phóng mặt bằng được hơn 98% diện tích, phấn đấu hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong năm 2024. Hiện nhà thầu đã tiếp nhận mặt bằng được 776,82 trên 783,9 ha, tương đương 48,35 km trên 52,73 km, đạt 91,7%.
đối với 14,77 ha mặt bằng chưa được giải phóng, bàn giao, gồm 5,25 ha đất nông nghiệp và đất khác, 9,52 ha đất ở. Tại huyện Mê Linh còn 4,9 ha, huyện Đan Phượng còn 1,93 ha, huyện Hoài Đức còn 6,45 ha và quận Hà Đông còn 1,49 ha. Ngoài ra đã thu hồi đất bổ sung hạng mục cải mương, vút nối, di chuyển cột điện cao thế được 5,63 trên 9,96 ha, khoảng 19 đoạn dài trên 4 km chưa được bàn giao mặt bằng. Các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức đang di chuyển hạ tầng kỹ thuật, điện trung hạ thế, hệ thống thông tin cấp nước. Tiến độ di chuyển công trình ngầm nổi chậm đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công đường song hành, đặc biệt tại vị trí phải xử lý nền đất yếu tại các cầu. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành di chuyển hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi trong quý 4 năm 2024, hoàn thành di chuyển các điện cao thế 110-150 kV trong quý 1 năm 2025. Để hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng đúng kế hoạch, Ban Quản lý Dự án đề nghị các địa phương Hà Đông, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai hoàn thành toàn bộ trong năm 2024. Hai quận, huyện Hà Đông, Hoài Đức khẩn trương giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp, đất cơ quan, đất khác trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Đối với các vị trí phải xử lý nền đất yếu, bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 11 năm 2024, huyện Đan Phượng tập trung đẩy nhanh thu hồi đất bổ sung đối với phạm vi móng cột điện cao thế còn lại trước ngày 15 tháng 11 năm 2024. Các địa phương hoàn thành toàn bộ di chuyển mộ còn lại trong tháng 12 năm 2024. Đối với di chuyển hạ tầng kỹ thuật công trình ngầm nổi, Ban Quản lý Dự án đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch thi công cụ thể để đẩy nhanh tiến độ di chuyển hoàn thành trong tháng 12 năm 2024, trong đó bàn giao sớm phạm vi xử lý nền đất yếu và tại vị trí các cầu vượt, đường sắt, cầu Tô Lịch trước ngày 15 tháng 11 năm 2024. Huyện Thường Tín lập kế hoạch di chuyển đường dây 35 kV trong phạm vi thi công vị trí móng cột cao thế, hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2024 để đảm bảo tiến độ cắt điện trong tháng 12 năm 2024. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 vừa có thông báo về việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh, đề nghị các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư và di chuyển nghĩa trang, đặc biệt các vị trí xen kẹp giữa các vị trí đã được giải phóng mặt bằng không có đường vào thi công để nhà thầu thi công có thể bố trí đường vào, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đất ở, thu hồi đất và triển khai hoàn thiện các thủ tục tại các khu tái định cư, di chuyển mồ mả khỏi ranh giới thực hiện dự án, hoàn thành 100% trong tháng 12 âm lịch. Ủy ban Nhân dân các huyện Ân Thi, Phù Cừ ưu tiên giải phóng mặt bằng các vị trí thi công cầu Tam Đô, Cửu An, Đoàn Đào và bố trí đường vào thi công. Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ khẩn trương giải phóng mặt bằng khu dân cư xã Đỉnh Cao để đảm bảo thời gian thi công, hoàn thành thu hồi 100% diện tích đất nông nghiệp, đất do Ủy ban Nhân dân xã quản lý trong tháng 10 năm 2024, hoàn thành xây dựng, cải tạo, mở rộng nghĩa trang và di rời mồ mả trước ngày 31 tháng 12 năm 2024, khẩn trương hoàn thành xây dựng các khu tái định cư, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư các hộ gia đình có đất ở bị thu hồi. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tiến hành thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra theo kế hoạch và theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tại kết luận số 01/KL/BCD, hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30 tháng 9 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí đầy đủ vốn thanh toán cho khối lượng xây lắp hoàn thành. Ưu tiên bố trí vốn cho dự án thông qua chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ. Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ đấu giá hai mỏ cát sông Hồng tại xã Mai Động và xã Tân Hưng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ mời đấu giá, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Thực hiện đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm, thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc theo quyết định số 1008 của Thủ tướng Chính phủ, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là phải hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm 2024, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10 2024.
Trong đó, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 đoạn qua huyện Long Thành trong tháng 11 năm 2024, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 đoạn qua thành phố Biên Hòa trong tháng 12 năm 2024, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 2 trong tháng 10 năm 2024. Về công tác triển khai thi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu chủ đầu tư phải thi công cơ bản hoàn thành hai dự án nói trên trong năm 2025 và đưa vào khai thác đoạn tuyến các dự án qua địa bàn tỉnh từ năm 2026. Kết quả này để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Để hoàn thành các mục tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng, vận động người dân, các tổ chức, đoàn thể tham gia hỗ trợ, quyết liệt hoàn thành đúng tiến độ, không chậm trễ. Cùng với đó, tập trung di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mua bán, thầu, tham ô, tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Cùng với đó, tập trung quyết liệt các giải pháp đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời nguồn vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ, nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tính mỹ thuật. Đặc biệt phải hoàn trả đường dân sinh sau khi hoàn thành thi công hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.